Vì cái bệnh án phục hồi chức năng là cái bệnh án nó liên quan đến một cái bệnh án về y học hiện đại. Thế các bạn cũng lưu ý, cũng giống như các bệnh án khác thôi. Thì các bạn lưu ý bệnh án phục hồi chức năng gồm có một số những cái phần hành chính bắt buộc phải có họ tên thì là cái để chúng ta trao đổi từ gọi thôi, chứ cũng không phải là cái gọi là cái định danh của người ta thôi. Nhưng mà dựa vào họ tên thì nghe đọc qua họ tên thì chúng ta cũng nắm được một chút một vài cái, ví dụ như là dân tộc hoặc là người quốc tịch, người Việt Nam hoặc người ở đâu đó, cái đấy là các người nước ngoài, đấy là một cái giới thiệu. Tuổi tuổi thì các bạn phải chắc chắn bắt buộc phải có. Đối với tuổi thì tuổi nó chia ra là các bậc tuổi, lớn tuổi, tuổi trẻ em, tuổi vị thành niên, tuổi thanh niên, tuổi trung niên và người già. Thế thì kể cả trong cái nghiên cứu khoa học sau này thì các bạn cũng sẽ bắt buộc phải có tuổi. Bệnh nhân Nguyễn Văn A người ta giấu đi, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C thì đó, người ta chỉ lấy tên viết tắt đầu tiên của tên, chữ chữ cái đầu tiên của tên thôi. Còn tuổi thì bắt buộc phải để. Sau đấy là người ta sẽ nhặt cùng số những cái lứa tuổi nào và nhóm nào. Rồi ngoài ra giới giới nam và giới nữ thì cũng là cả một cái vướng, cái mà các bạn cần phải cần lưu ý. Đừng nhầm nhầm lẫn, mỗi giới nó có một cái đặc thù, đặc tính riêng, cái chức năng sinh lý riêng. Chính vì thế là các bạn bắt buộc phải có. Rồi dân tộc, trước đây cái dân tộc đánh giá tương đối quan trọng vì một số những cái dân tộc số, dân tộc thiểu số vẫn, hiện tại bây giờ dân tộc thiểu số vẫn có sự ưu tiên nhất định đấy. Dân tộc thiểu số ở người ta ở những cái vùng miền khác nhau, vùng miền khác nhau thì cái bệnh lý người ta cũng có những cái liên quan đến khu vực. Tiếp theo đấy là nghề nghiệp. Nghề nghiệp bắt buộc các bạn phải cho tôi nghề nghiệp rõ ràng, nghề nghiệp rất rõ ràng. Cán bộ gì, cán bộ hành chính, giáo viên, thế tiêu chí cái gì ở hưu, công nhân gì, công nhân nhà máy may khác, công nhân nhà máy dệt khác, công nhân cầu đường khác, công nhân của khu mỏ khác. Tất cả những cái nghề nghiệp có thể nói lên được cái bệnh lý mang tính chất bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra cái địa chỉ nó có hai cái. Một là cái địa chỉ để cho người ta, nơi người ta sinh sống, địa chỉ đánh giá được là cái khu vực đó thành thị hay nông thôn, khu rừng, núi, khu hải đảo, biển. Và cái địa chỉ nó quan trọng nữa, đấy là cái sau này là cái hồi cứu. Cái hồi cứu trong tất cả những cái bệnh án của các bạn sau này, các bạn có những cái bệnh án hồi cứu chẳng hạn, là cái bệnh lý hiếm gặp, có tính chất di truyền nọ kia, thì các bạn có thể cái địa chỉ rõ ràng để làm sao các bạn tìm được để hồi cứu sau này. Còn không có ngay lập tức thì các bạn cũng có thể biết được cái địa chỉ người ta đâu, mà nhỡ người ta trốn viện đi sao. Thế là cái địa chỉ liên lạc nó phải rõ ràng, phải tìm được, chứ đừng các bạn cứ đừng có quen cái chúng ta quen nhau trên một chuyến xe, xong rồi chỉ biết người ta đấy là cái địa bàn tỉnh thôi, sau nhớ là À, tiếng Việt kìa. Vâng. Tiếng Việt thân thiết. Đấy, vừa nghe ấy, À, tiếng vừa Việt nói về cái gì đây? vừa qua nào đấy, bạn nào đấy, Chị em ơi, tắt mic đi ạ. thì các bạn vừa cứ đừng có kiểu mà cứ vừa quen nhau trên một chuyến xe là chỉ biết người ta tỉnh nọ tỉnh kia thôi, mà khi người ta tỉnh người ta còn nói dối, xong rồi sau thời gian là công nghệ hiện đại rồi thì có trao đổi nhau qua tin nhắn, trao thân gửi phận,
nó tìm người ta tìm ở đâu mà đến. Cũng như bệnh nhân đang điều trị ở viện, người ta trốn viện hoặc không may người ta có vấn đề gì, chúng ta phải tìm được địa chỉ đấy chứ. Cái địa chỉ nhất có 4 cái: tỉnh, thành phố, huyện, phường, huyện, quận, quận huyện, phường xã và tổ dân phố hoặc xóm. Về xóm mới tìm được chứ. Đấy, cái địa chỉ nó phải rõ ràng. Còn những cái địa chỉ mà các bạn như thời gian vừa rồi ấy, cả cái năm vừa rồi ấy, tôi hỏi thi online với cả thế nào kia thì cái địa chỉ thì cũng là tổng hợp những cái địa chỉ của những nhóm trước vậy thôi. Thôi các bạn ghi không ấy được, nhưng mà khi các bạn đi bệnh nhân có bệnh nhân cụ thể thì các bạn phải tìm được cái địa chỉ rõ ràng. Với địa chỉ liên hệ, liên lạc cũng thế. Trong quá trình điều trị người bệnh tật bắt buộc phải có cái địa chỉ của bạn để tìm được, nếu như không may đang điều trị có vấn đề gì tai biến còn phải tìm được người nhà, người thân để mà còn có phương án chứ. Thế là cái đấy. Còn ngày giờ vào viện là cái ngày mà người bệnh nhập viện, các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Ngày giờ vào viện và ngày giờ làm bệnh án. Ngày giờ làm bệnh án là cái ngày của cái thời gian các bạn làm bệnh án. Thường các bạn làm bệnh án, ví dụ như là ngày hôm nay hoặc ngày mai thi, thì hôm nay làm bệnh án để nộp bệnh án thi. Thì ngày hôm nay là các bạn thăm khám bệnh nhân lúc 8 giờ. Hoặc là cái ngày giờ vào viện, có rất rất nhiều những trường hợp bệnh nhân ngày giờ vào viện là người ta vào giờ hành chính. Nó khác với cả những ngoài giờ hành chính. Đã ngoài giờ hành chính là chỉ có đã là cấp cứu. Tất cả những trường hợp vào ngoài giờ hành chính là trường hợp cấp cứu. Nhưng mà giờ vào viện cái là người ta thấy ngay tình trạng cấp hay là mãn tính. Còn giờ hành chính thì đa số là vào viện mới bệnh mãn tính hoặc có sự chuẩn bị. Ngoại trừ một số những trường hợp cấp tính khác. Còn nhiều cái trường hợp giờ làm bệnh án. Trước đây tôi cũng đã bị rồi. Tôi làm giờ làm bệnh án, nhiều cái bệnh án chúng tôi đang trực đêm. Cho nên giờ làm bệnh án, hôm sau hỏi bệnh nhân, thầy giáo hỏi bệnh nhân đâu? Không tìm thấy bệnh nhân nữa. Thế lục lại hồ sơ thì bệnh nhân mà tôi làm bệnh án rồi là làm lúc 22 giờ. Thì trong đó đêm xảy ra sự cố và bệnh nhân sáng hôm sau thì đã không còn ở khoa nữa rồi, đã di chuyển ra nhà xác rồi. Đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý, chúng ta làm nào đấy. Cái nữa, lý do vào viện thì các bạn nên để tất cả những cái mục lớn, mục chính các bạn để mục lớn đi. Chứ là mã đi, mã hóa đi. Trừ những cái bệnh án nào kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền thì các bạn có thể là tất cả những cái gì vấn hành chính, lý do vào viện, bệnh sử các bạn đều là bài. Sau một phần hoặc không có thì tùy từng cái mẫu bệnh án khác nhau. Có những trường hợp có bộ môn yêu cầu các bạn đấy là từ lý do vào viện trở đi thì các bạn nhập vào riêng, thì cái phần hành chính các bạn để một mục riêng ở trên hành chính. Sau đấy là phần A lớn là về y học hiện đại, B lớn là y học cổ truyền. Xong mã hóa của các bạn là A lớn là lý do, một là mã là lý do vào viện, hai là mã là bệnh sử. Còn đối với bệnh án y học hiện đại thì các bạn cứ la mã. Sau đấy nếu như là nội dung nhỏ thì các bạn 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3. Đấy. 2.1, 2.2, 2.3 thì các bạn để mã hóa như thế thì nhìn cái bệnh án của các bạn trông rất sáng sủa. Nhìn cái là thấy có cảm tình rồi. Đương nhiên cảm tình thì không có thể là hỏi khó các bạn được. Nhìn cái bệnh án nộp để hỏi thi sáng sủa sạch đẹp. Thì đã thiện cảm một chút rồi. Thì nói thật với các bạn nên nói thì tôi là tâm lý hỏi thi cũng bao nhiêu năm rồi có phải không đâu. Nói thật các bạn không tin. Thế nhìn cái bệnh án nào là cứ loạn hết, xì ngầu lên trên thì 1, 2 lớn, 3 lớn, dưới thì A, B, C, D, D, F.
hay nhìn nó loạn nên mất cảm tình, không biết phần nào phần nào. Thì đương nhiên là hỏi, một là hỏi khó, hai nữa là chấm điểm chặn. Các bạn thích được nào hơn, tùy các bạn lựa chọn. Bệnh án sạch đẹp, sạch sẽ, kiến thức có hạn chế một tí nữa thì tôi nghĩ là điểm cũng sẽ có sự cân nhắc, không phải không? Thế lý do vào viện thì các bạn nêu những cái lý do chính, không có không quá 3 triệu chứng. Bạn nhớ đấy, có thể một bệnh nhân người ta có hàng chục triệu chứng, người ta để vì cộng dồn hàng chục triệu chứng nên người ta mới vào viện với các bệnh khác nhau. Thế là lý do vào viện là người ta, mình chỉ có đưa ra những cái lý do chính cho vào viện thôi, mà không quá 3 triệu chứng, bắt buộc bệnh nhân cũng vào viện rồi các bạn. Thế nên đó là bệnh sử. Bệnh sử là cái gì? Các bạn phải hiểu rõ bệnh sử là cái gì. Bệnh sử là quá trình phát sinh, phát triển, sự liên quan của bệnh. Bệnh nhân đã được điều trị ở đâu? Với chẩn đoán là gì? Được điều trị bằng những thuốc gì? Nếu như tóm lại cái bệnh sử này là tải lù những cái gì đấy, cả cái quá trình phát sinh phát triển của bệnh, sự liên quan của bệnh, đã điều trị ở đâu thì gì, do bệnh nhân kể lại hoặc người nhà kể lại. Đấy, thế nên cái bệnh sử các bạn đừng có đưa những hội chứng nó ngoái ngoăm. Nhiều giáo viên yêu cầu các bạn là cái bệnh sử này các bạn đưa cả cái hội chứng vào viện đúng không? Tôi khẳng định là như thế. Thì tôi hỏi thi tốt nghiệp, hỏi thi rất nhiều rồi, bao nhiêu năm nay rồi, có các bệnh án các bạn đưa hẳn những hội chứng vào viện, bắt các bạn phải đưa là phải chép lại bệnh án không? Bệnh án nó gì có mà chép? Các bạn đi thi chỉ được phép xem bệnh án, xem một cái gì, xem một xét nghiệm, cái cận lâm sàng hết. Thế nên bây giờ các bạn này làm bệnh án, các bạn cắm đầu vào chết. Tại sao các bạn cái bệnh án nó lộn xộn, nó không có một cái gì cả rõ ràng? Và sau đấy các bạn đưa vào một cái tóm tắt bệnh án tại phí lù bao nhiêu là lý do đấy. Thế các bạn không nắm được cái cả quá trình của người ta, không nghe người ta kể, không tiếp xúc người bệnh. Và nơi chào cháu ra bác, cháu xin ở kia. Thế là thôi, họ mới gọi tên bao tuổi, họ tên chẳng hạn. Và khi các bạn bác là bác Khang, 53 tuổi à? Vâng, tôi đây. Cháu chào bác. Bác bị lâu chưa? Hỏi một câu sau, nhìn mặt bệnh nhân. Xong rồi ra nơi ở chị tả, chị ơi cho cháu, cho em mượn cái bệnh nhân Khang, 53 tuổi rồi hả? Thế là cắm đầu chép tư đầu đến cuối, chép tư nhận xét bao nhiêu của các bác sĩ. Và các bạn phải biết là cái nhận xét của chúng tôi ở trong bệnh án của người bệnh là những cái nhận xét để tương ứng với cả những thuốc mà chúng tôi cho. Những trường hợp bệnh nhân rất nhiều, những trường hợp bệnh nhân đang có những cái đau lưng cấp hoặc là những cái trường hợp di chứng tai biến mạch máu não chẳng hạn, kèm theo bệnh nọ bệnh kia, bệnh nhân kèm theo đái tháo đường tăng huyết áp chẳng hạn, đấy là lúc đấy là chúng tôi nhận xét để thêm vào cái. Mà nhiều khi chúng tôi bây giờ nhận xét bằng máy là copy paste. Bệnh nhân vào ngày thứ nhất copy phát paste sang ngày thứ 10 luôn, một loạt sau luôn, bệnh án điện tử đấy. Thế các bạn xét làm gì? Các
Các bạn bỏ qua cái chuyện đấy đi, các bạn thăm khám bệnh nhân nghiêm túc vào, tiếp xúc bệnh nhân nhiều vào. Các bạn có kỹ năng về xoa bóp ung huyệt rồi, kỹ năng tiếp xúc bệnh nhân rồi, vào đến nơi bác lân la bác bị làm sao, bắt đầu mỏi vai gáy chẳng hạn, bác ấy và nơi cho dây ấn ấn một tí thì ngày hôm sau các bác qua bấm 5 phút cho bệnh nhân xoa bóp bệnh nhân 5 phút, ngày hôm sau các bạn khai thác tiền sử của bệnh nhân cả ngày. Đấy thì nhớ lại là bệnh sử là quá trình phát sinh phát triển của bệnh, sự liên quan của bệnh, những cái vấn đề khác, thời tiết rồi kia, rồi kể cả là về nằm về ngồi, những trường hợp đau lưng thì bệnh nhân ngồi thì đau, rồi đi lại thì đau, thì định hướng khác, không phải là viêm mà là chấn thương. Còn những người mà càng nằm đau nhiều về nửa đêm ngoài sáng thì là yếu tố đi lại, sáng dậy vận động đi lại đỡ đau hơn, thì lúc đấy là trái những trường hợp bị viêm nhiều thì mới trễ thì mới đau. Thì lại không nghĩ nhiều đến cái thoát vị đi đệm được. Còn không có thì kể cả thoát vị đi đệm kết hợp với cả những cái viêm khớp cùng chậu hoặc viêm đoạn kia. Thế là cái đau mà có do hai cái. Một là do viêm. Hai là do chấn thương. Chấn thương thì càng đi lại vận động càng đau. Do viêm thì càng nằm thì càng đau. Đấy là một trong hai cái. Rồi bệnh nhân đã được chẩn đoán là bệnh nhân chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai kia với chẩn đoán là di chứng tai biến mạch máu não do xuất huyết não. Đấy. Thì cái đấy bạn đưa vào. Và hiện tại đã đến bệnh viện ngày thứ bao nhiêu ấy, nhập viện thì là từ cái ngày giờ vào viện kìa. Và giờ làm bệnh án kìa, các bạn trừ đi. Đã được điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội hoặc tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện Hà Tĩnh bao nhiêu ngày bằng thuốc gì, lúc đấy thì các bạn có thể là tham khảo bệnh nhân được, tham khảo người nhà được, tham khảo cả bác sĩ được. Đấy là tống vào tiền sử bệnh sử. Chứ còn các bạn đừng đưa những cái hội chứng nha, có những rất rất nhiều những cái bệnh án là tôi thấy cả cái hội chứng liệt cứng nửa người rồi liệt bảy người trung ương đưa hết vào bệnh sử đấy. Thế đó là tiền sử là có mấy cái tiền sử đấy, đều cái kinh tế hay là cái tiền sử chưa cho trước đi, là tiền sử bản thân, tất cả những cái gì nó liên quan đến bệnh mãn tính, bệnh bệnh nọ bệnh kia, những chất di truyền, bệnh truyền nhiễm, rồi tiền sử dị ứng thuốc, dị ứng chất bên ngoài. Đấy, tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, có ai có giống bệnh như bệnh nhân hay không, có ai mắc bệnh mãn tính gì hay không, rồi điều kiện kinh tế. Đấy là cái tiền sử. Khi khám thì các bạn sẽ đưa ra là cái gì? Một là khám toàn thân. Toàn thân thì tôi không nói lại rồi, tất cả những cái gì rồi. Chiều cao, cân nặng là da và tổ chức dưới da, rồi niêm mạc. Đánh giá toàn cái tình trạng niêm mạc và niêm mạc mắt. Và đánh giá cái gì? Thiếu máu trên lâm sàng. Đấy, chiều cao, cân nặng, mọi cái chỉ số. Rồi chức năng sinh tồn, mạch, nhiệt độ, huyết áp, hay là khám toàn thân đấy. Rồi tiếp theo là khám bộ phận, là hay là khám các cơ quan. Thì đối với cả những bệnh án chuyên khoa nào thì các bạn đưa các cơ quan đó lên đầu tiên. Và tiếp theo nữa là cơ quan liên quan. Ví dụ bệnh án các bạn làm một cái bệnh án nội khoa về tim mạch, bệnh nhân là bị tim mạch, thì các bạn phải đưa cái tim mạch đầu tiên. Còn ngoài ra thì các bạn đưa cái gì tiếp theo, cái gì nó liên quan. Tim mạch thì liên quan đến hô hấp, liên quan đến kinh tuần hoàn đấy, liên quan đến hô hấp, liên quan đến tiêu hóa. Còn đối với cả bệnh án phục hồi chức năng, chủ yếu chúng ta liên quan đến những cái thần kinh và cơ xương khớp. Các bạn thích đưa cái nào lên thì đưa, thích đưa thần kinh lên thì đưa trước mà được cơ khớp thì trước, nhưng hai cái này gần như là phục hồi chức năng là hai cái cơ bản
các bạn đang gặp phải. Ngoài ra thì các bạn đưa những khám cái khác, tuần hoàn hô hấp, rồi tiêu hóa, tiết niệu sinh dục, tất cả ngũ quan, tất cả những khác. Và khác hơn khác những bệnh án khác, đấy là có lượng giá chức năng. Giá chức năng. Các bạn phải dựa vào tất cả những cái chỉ số của người ta, người tần tật, bệnh nhân. Để các bạn đánh giá được cái lượng giá được chức năng của người bệnh với kết luận là bệnh nhân phụ thuộc hay không phụ thuộc. Đó là cái hoạt động chức năng ấy, của người người tàn tật, phụ thuộc hay không thuộc. Phụ thuộc thì ở mức độ nào? Một phần hay phụ thuộc hoàn toàn? Một phần khác tiếp theo nữa, đấy là tóm tắt bệnh án. Tóm tắt bệnh án thì các bạn đưa ra mục nhỏ trong phòng khám hoặc là mục lớn, thì tóm tắt bệnh án vẫn là mục lớn, xin lỗi các bạn đã xem. Thì tóm tắt bệnh án, cái câu muôn thuở các bạn không phải ngại, không phải ngượng, không phải xấu hổ với cả ai hết. Các bạn vẫn có một cái câu đấy là bệnh nhân nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, vào viện với lý do là gì, ngày, tuần, tháng, thứ bao nhiêu của bạn. Qua thăm khám và hỏi bệnh, em thấy bệnh nhân có các hội chứng, triệu chứng sau. Các bạn đưa vào tất cả hội chứng, triệu chứng, hội chứng dương tính, triệu chứng dương tính, hội chứng âm tính, triệu chứng âm tính. Để làm thế nào đó, sau khi có cái tóm tắt bệnh án, thì các bạn phải đưa ra được một cái chẩn đoán sơ bộ. Thì cái chẩn đoán sơ bộ này các bạn có thể nằm nhỏ, nằm ở trong cái phần lớn ở trong cái tóm tắt bệnh án, hoặc các bạn để tách phần riêng cũng được, không sao cả. Nhưng sau tóm tắt bệnh án là phải có chẩn đoán sơ bộ. Thế dựa vào chẩn đoán sơ bộ rồi thì chúng ta mới cần làm cái gì để hướng đến một cái chẩn đoán xác định. Cần làm đấy là cái cận lâm sàng. Cận lâm sàng gồm những cái gì? Một xét nghiệm. Bốn cái xét nghiệm cơ bản, muôn thuở chưa thay đổi. Các bạn đừng nhầm lẫn nha. Mà đến cả cái này thì hơi khó. Một mình tôi đối chọi với cả rất rất nhiều thầy cô khó lắm. Vì xét nghiệm cơ bản nó chỉ có thế thôi. Công thức máu, chiếu chụp X quang tim phổi, sinh hóa nước tiểu, soi phân tìm chứng ký sinh trùng. Đấy là xét nghiệm cơ bản. Còn bây giờ người ta một số những cái bệnh viện hoặc là bệnh viện lớn, người ta có cái nọ cái kia người ta đưa vào. Đấy là siêu âm mổ bụng rồi tim mạch, xem siêu âm tim chẳng hạn. Nên lúc đấy người đi đưa mặc kệ cái đó. Đấy không phải là xét nghiệm cơ bản nữa. Đấy là xét nghiệm chuyên khoa rồi. Thế thì một là cái cận lâm sàng là có cái xét nghiệm cơ bản. Hai là tại vì các bạn khám bệnh nhân, điều trị bệnh nhân, khi bệnh nhân đã được, đang được điều trị, thì nên có thể người ta đã có đầy đủ các xét nghiệm. Cái xét nghiệm đã có là những cái xét nghiệm gì? Các xét nghiệm đã có là các bạn chỉ được phép xem bệnh án cái này này. Bệnh nhân có xét nghiệm chưa? Có rồi, ghi lại. Kết quả đấy bình thường hay bất thường? Thế dựa vào một loạt kể cả xét nghiệm cơ bản có chưa? Có rồi thì ghi lại. Chưa có thì yêu cầu làm lại. Làm cho đúng. Thế xét nghiệm đã có gồm những xét nghiệm gì? Thì dựa vào toàn bộ tất cả những cái xét nghiệm đã có này, đủ để chẩn đoán xác định đấy chưa? Hay cần xét nghiệm nào nữa? Hay cần xét nghiệm
mang tính chất là xét nghiệm vàng, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định như vậy. Thì các bạn yêu cầu vào. Thế khi có tất cả những cái đó rồi, chúng ta mới đi ra đây chẩn đoán. Thì bây giờ chúng ta cũng là chẩn đoán phân biệt. Các bạn phải phân biệt đã. Trông nó na ná nhưng không phải nó. Tất cả những triệu chứng ở trên kia, xét nghiệm ở trên kia, triệu chứng ở trên kia nó có rất nhiều những cái hội chứng mà nó giống một bệnh nào đó. Thì các bạn phải đưa phân biệt vào. Tại sao mà các phân biệt đó? Vì có những cái triệu chứng đấy. Tại sao chúng tôi không chẩn đoán xác định là nó? Thì chúng ta phải có những cái lý do để loại trừ nó đi. Thế chẩn đoán phân biệt. Rồi mới đến chẩn đoán xác định. Chẩn đoán xác định thì các bạn phải có đầy đủ, có tôi là bệnh chính. Chẩn đoán bệnh, chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán giai đoạn mức độ. Nếu một số những bệnh lý là thần kinh thì chúng ta có thể chẩn đoán định khu và chẩn đoán bệnh kèm theo. Quan nhớ này nha, nhớ rất nhớ cho tôi. Tức là chẩn đoán gồm có bệnh chính, nguyên nhân, giai đoạn mức độ, bệnh kèm theo. Bốn cái chẩn đoán đấy. Còn nếu như mà liên quan đến thần kinh thì các bạn có thể chẩn đoán định khu. Tiếp theo nữa đấy là điều trị. Khi có chẩn đoán xác định rồi thì chúng ta mới điều trị. Điều trị là chúng ta phải có mục tiêu. Mục tiêu điều trị là gì? Nó phải đưa ra được. Và tiếp theo nữa là các bạn phải điều trị cụ thể. Từ mục tiêu đấy phải điều trị cụ thể. Như cụ thể là có 3 phương pháp. Một là dùng thuốc. Dùng thuốc thì các bạn lưu ý cho tôi đấy là tên thuốc, hàm lượng của thuốc, số lượng của thuốc, đường dùng và những lưu ý khi dùng. Không dùng thuốc là các biện pháp không dùng thuốc khác. Lúc này các bạn đưa vật lý trị liệu vào, hồi chức năng vào. Biện pháp này người ta sử dụng chống viêm giảm đau bằng cái gì? Bằng siêu âm, bằng điện xung. Thì các bạn dùng điện xung như thế nào cũng như là tên thuốc kìa, hàm lượng thuốc kìa. Dùng xung thì dòng xung như nào, thời gian bao nhiêu lâu, liệu trình bao nhiêu ngày, ngày làm kéo dài bao nhiêu lâu và ngày làm một lần hay cách ngày, làm trong vòng bao nhiêu ngày. Thì thường đối với phục hồi chức năng, bệnh nhân phục hồi chức năng thì người ta cũng để cái điều trị gần như cố định trong vòng một tuần hoặc 10 ngày, sau đấy khám lượng giá lại, đánh giá lại và có thể đưa ra phương pháp khác. Điều trị bằng các phương pháp khác, lúc này các bạn sẽ có thể đưa ra những cái về các bạn có lợi thế y học cổ truyền. Các bạn đưa xoa bóp bung huyệt, đưa tác động cuộc sống, đưa cái gì của các bạn, bất kể những cái phương pháp gì có thể điều trị phối hợp. Rồi tiên lượng phòng bệnh. Đấy. Đó là cái bệnh án. Bệnh án thì các bạn, tôi nhắc lại các bạn vì tôi thấy nhiều quá. Ngày hôm nay là thời gian vừa rồi lớp mình có ai lên nhà trường không các em? Có ai vào phải gửi xe máy, xe đạp điện, xe đạp ấy không? Alo. Alo. Dạ không ạ. Chưa ai lên đâu. Chưa ai lên à? Thầy check lại thông tin vì thấy nghe thấy bảo bảo vệ tổ xe trông xe thu tiền.
Là cái đấy thì từ năm ngoái rồi. Năm ngoái thầy chả thấy phản ánh gì. Thầy về trưởng phòng hành chính tổng hợp nên tất cả những cái thông tin liên quan đến thu tiền thừa xe tới 7.000, thu vừa thấy thông tin là thu 7.000 này, 5.000 này. Không chịu trả lại này. Các bạn đi xe có ý kiến gì kìa. Ừ, thế là thầy xem nhà lớp mình có ai không để thầy. Xe gửi theo tháng hả thầy? Bình thường là quy định là sinh viên là 3.000 đúng không? Vé ngày bọn em cũng có hôm phải nộp 5.000 hết thầy ạ. 5.000 tất cả hôm nào đến cô bạn nào mà ấy lại giữ lại cho thầy cái thì chuyển đổi cổ nó ra khỏi trường đi. Thứ bảy chủ nhật là 7.000 đấy, 7-10.000 đấy. Ở ngoài giờ thì nó có quy định, có bảng quy định ở cửa rồi mà. Ờ, cái đấy thì thầy xử lý, thầy đang xử lý cái việc ở đây một tí. Còn một bài nữa của thầy sẽ hơi dài. Theo cơ bản thì thầy sẽ chạy nhanh vào cái này. Các phương thức quản lý trị liệu và phục hồi chức năng. Thì có rất nhiều cái phương thức quản lý trị liệu phục hồi chức năng. Tất cả bằng cái chúng ta ngày trước thì khi còn nhỏ. Còn nhỏ thì các bạn có thể là khi chơi bời vấp váp ở đâu đó. Thì không may va đập thì các bạn sẽ thấy là cái gì là nó bị sưng lên một đâu ở tay chân hoặc chỗ nào thì các bạn sẽ thấy là người nhà ông bà thường dùng cái gì, dùng lấy con dao lại, con dao mà dày dày ấy, con dao dày để áp vào những vùng đấy, thế xong ngay một lúc là giảm đau ngay. Và hiện tại bây giờ thì cái vùng nào nó cũng có đá rồi, chính vì thế nên sử dụng đá lạnh trường, rồi một số ông bà đau lưng đau gáy thế là nướng cục gạch đấy, cho lá ngải cứu, nắm lá ngải cứu à, thế là thôi ta lại trường một lúc thì giãn cơ, giảm đau, tăng cường tuần hoàn tại chỗ. Và một số những người, một số các cụ thế hệ ông bà của các bạn là người ta lấy cái lá đài bi, lá cúc tần hoặc là ngải cứu nướng viên gạch lên, hoặc là sao mới muối, ngày nào cũng trường xong tự thò tay lên xoa bóp khỏi hẳn những cái bệnh đau vai gáy và lưng. Thế đấy thì là dựa vào cái tác dụng về nhiệt để điều trị một số những cái bệnh viêm mãn tính, mãn cấp hoặc mãn tính, nhưng phải dựa vào cái nhiệt lạnh để điều trị một số những cái viêm cấp tính. Ví dụ là sử dụng nhiệt nóng trị liệu thì dựa vào cái tác dụng sinh học đối với mô của cơ thể phụ thuộc vào cường độ nóng khoảng 40 độ, thời gian áp dụng thường 3 đến 30 phút, phạm vi cơ thể được sửa nóng, tốc độ sửa nóng, nhiệt làm giãn mạch tại chỗ toàn thân thông qua cơ chế phản xạ, nhờ giãn mạch trong tình trạng viêm giai đoạn mãn cấp và mãn tính giúp làm giảm quá trình viêm tiết dịch, thúc đẩy quá trình lành vết thương, gia tăng quá trình dinh dưỡng tại chỗ. Nhiệt nóng trị liệu thì chia làm nhiệt nóng trị liệu và nhiệt lạnh trị liệu. Nhiệt nóng trị liệu thì chỉ định trong một số những đau có rút cơ, có rút khớp, giảm tầm hoạt động của khớp, viêm mãn cấp và mãn tính. Chống chỉ định viêm cấp tính, chấn thương mới, chảy máu, nguy cơ chảy máu, vùng da mất cảm giác, mất nhận thức đau, hôn mê, sa sút trí tuệ,
mất điều hòa thân nhiệt, rồi u các loại, phù sẹo các vết thương hở. Cẩn thận với người già và trẻ nhỏ. Một số những phương thức truyền nhiệt như là dẫn nhiệt, tiếp xúc hai bề mặt, rồi nhiệt đối lưu qua không khí, qua nước, nhiệt bức xạ qua năng lượng điện từ, chiếu nhiệt, siêu âm, sóng ngắn vi sóng. Một số những dẫn nhiệt như là chúng ta sử paraffin chẳng hạn, cái túi chườm nóng ẩm. Rồi nhiệt đối lưu thì chúng ta có thể sử dụng không khí nóng. Không khí nóng đưa một phần cơ thể hoặc là cả toàn bộ cơ thể vào buồng nóng. Đấy. Rồi có thể là tắm nước nóng, ngâm trong bể sục nước nóng. Qua cái chiếu nhiệt như đèn hồng ngoại. Rồi siêu âm là cái nhiệt nóng trị liệu sâu, sóng ngắn vi sóng là nhiệt nóng trị liệu sâu. Còn cái nhiệt nóng trị liệu nông gồm có một số một loạt những cái rồi như là túi chườm nóng ẩm này, chiếu nhiệt này, đắp paraffin này. Đấy là cái nhiệt nóng trị liệu nông, chiếu đèn hồng ngoại. Rồi nhiệt nóng trị liệu sâu có mấy cái siêu âm sóng ngắn vi sóng. Các bạn nắm được đấy, không đến lúc hỏi thi các bạn không biết thế nào là nhiệt nóng trị liệu nông, nhiệt nóng trị liệu sâu. Nhiệt nóng trị liệu nông như là paraffin, túi chườm nóng ẩm thì trước đây người ta sử dụng cái biện pháp đấy là cái dùng paraffin nấu nóng chảy, paraffin nóng chảy xong rồi dúng một phần chi thể vào cái thùng paraffin đã được làm nguội bớt vào, nó dúng nhiều lần, nó tạo thành một lớp ở bên bề mặt của phần chi thể, xong cuốn khăn ủ ấm trong vòng 30 phút. Bây giờ paraffin nó đổ thành khay. Đổ thành khay ra ngoài khi người ta để ở giữa là có nghĩa là có nhiều cả một cái độ trên 50 độ và người ta sử dụng đắp lên cái vùng bị bệnh. Ủ khăn lên trong vòng khoảng tầm 20 đến 30 phút. Rồi túi chườm nóng vào, người ta cũng sử dụng gần như thế. Một số những phương pháp nhiệt đối lưu như là sử dụng ngâm nước nóng, sử dụng không khí nóng. Cái phương pháp nhiệt trị liệu bằng nhiệt bức xạ thì là sử dụng cái đèn hồng ngoại, thì thường cái đèn hồng ngoại người ta sử dụng trong vòng cái khoảng cách từ 40 đến 60 cm để cách mặt da vuông góc mặt da. Các bạn lưu ý là cái đèn hồng ngoại thì không bao giờ các bạn để trực tiếp thẳng, ví dụ bệnh nhân làm sấp vuông góc 90 độ lên trên là các bạn không để, vì cái đèn hồng ngoại nó bao giờ nó có cái nhiệt độ rất cao, cả bóng đèn không may rơi vỡ rồi nổ bóng cái là rơi vào người bệnh bị bỏng là rất nguy hiểm. Thế bao giờ các bạn cũng đi để lệch ra nhưng mà muốn chiếu ở vùng lưng thắt lưng chẳng hạn, vùng sau lưng thắt lưng thì bảo hướng dẫn bệnh nhân nằm hơi nghiêng một chút, nằm nghiêng ôm gối, tay ôm gối, chân kê gối thì lúc đấy các bạn chiếu thẳng vào được. Còn không bao giờ chiếu thẳng từ trên xuống dưới, lúc đấy nó sẽ mặc dù là chiếu vuông góc để nó cho nó hấp thụ nhiệt tốt nhất. Nhưng mà không bao giờ để như thế, để nhỡ không may nó rơi vỡ thì nó sẽ bị ảnh hưởng.